Trước đó, Sephiro đã tấn công vào Alistair mà không biết rõ đó là bẫy. Quân đội con người đã cố tình dụ Sephiro vào trong thành rồi bao vây bên ngoài. Số lượng địch khoảng 5.000 tên, Ma Vương bảo rằng không còn thời gian và đã sắp xếp để lữ đoàn của Ike có thể xuất phát ngay lập tức. Lúc này một thuộc hạ thông báo với tướng quân Eldor rằng bọn họ sẽ sớm chiếm được Alistair, tướng quân bảo mình cũng sẽ tham chiến. Các binh lính con người đang tràn vào trong thành, Fiorentina thì đang ra sức chiến đấu ra lệnh cho đội quân ót của mình tấn công nhưng họ không thể nào địch lại được vũ khí mạnh mẽ của địch một tia xét từ trên trời bỗng đánh xuống vũ khí của fiorentina khiến cô bị thương sau đó có một tên con người lơ lửng trên không bảo rằng lũ ma tộc các ngươi cũng gan lì gớm nhưng các ngươi chỉ đến được đây thôi lúc bấy giờ ike và sati đã được dịch chuyển trở lại phòng của mình sati thấy phép dịch chuyển này thật tiện lợi và cũng hỏi ike là từ giờ anh có thể tự do dịch chuyển đến zenobia sao Ike trả lời đúng vậy, sau đó Giron cũng đến và kể rằng Liên minh Chư Vương đã bắt đầu tấn công tổng lực khi ra bên ngoài. Ike thấy mọi thứ đổ nát vì đã bị tấn công. Jiron nói thật khó tin khi họ đã được cứu bởi một cô bé, một cô bé có sức mạnh khủng khiếp. Một mình để lùi được cả một đạo quân, sau đó Ike thông báo với Jiron rằng bây giờ ta sẽ đến Alister để trợ chiến cho Sephiro và hỏi binh lực hiện tại còn bao nhiêu. Jiron đáp rằng trong trận chiến vừa rồi có khoảng 100 người bị thương, vì vậy số người có thể chiến đấu ngay là khoảng 500, ngoài ra còn phải để lại một số lượng tối thiểu để phòng thủ nơi này. Nên số lượng thực tế có lẽ còn thấp hơn, nhưng kẻ địch tới tận 5.000 người thì sao mà đánh lại. Ike cũng cho biết lữ đoàn của Gamos, Bayo và Kusana đang chiến đấu ở mặt trận khác, ở đây chỉ còn chúng ta thôi. Vua người lùn bất ngờ đi vào và bảo đến lúc phải trả ơn rồi, Ike nói rằng việc làm súng của ngài cũng đã là trả ơn rồi còn gì. Ông mới đáp rằng người làm súng không phải là ông, mà là các nghệ nhân người lùn ở thị trấn này. Ngoài nghệ nhân thì còn có những chiến binh người lùn, số lượng vào khoảng 100 người, để họ ra trận chắc chắn sẽ có ích cho Ike anh hỏi ông có chắc không vì đây là trận chiến không liên quan gì đến người lùn cả ông cho rằng nếu ma vương quân thống nhất được thế giới thì họ sẽ giúp ta xây dựng lại đất nước người lùn đúng chứ về chuyện đó thì ike xin lấy danh dự ra để đảm bảo nhưng hiện tại ma vương quân đang gặp khó khăn lời hứa đó có thể sẽ không thực hiện được vua người lùn bảo tới đó rồi tính ông không có tầm nhìn xa đến vậy thế nên ông từ bỏ các cậu đã cho những người lùn lang thang một nơi để sống ít nhất thì ông muốn báo đáp ơn nghĩa đó người lùn là chủng tộc đã nhận ơn nghĩa thì không bao giờ quên ike cũng cảm tạ sự giúp đỡ của ông các con người trong thị trấn cũng muốn hỗ trợ anh đâu ai biết trận chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ họ muốn tự mình bảo vệ cuộc sống của mình ike hỏi họ chắc chứ bọn anh là ma vương quân đấy một người nói rằng lãnh chúa đời trước đã đánh một mức thuế rất cao họ luôn phải làm việc đến kiệt sức nhưng từ khi ngài ike cai trị thị trấn này thì nó đã phồn vinh hơn trước gấp nhiều lần và trong cuộc tấn công lần trước thuộc hạ của ike đã dùng thân mình để bảo vệ họ nếu không có sự hỗ trợ của anh có lẽ họ đã chết đói hoặc trở thành đạo tặc rồi họ cầu xin ike hãy cho họ được trả ơn nhưng tên heo thì bảo ma tộc sao có thể mượn sức của con người được lilith bất ngờ từ trên đạp thẳng vào đầu con heo bảo hắn im miệng ngài ike ở đây mà ngươi dám phát biểu linh tinh sao sati cũng vào mà chỉ ké khiến tên heo jiron chỉ biết xin lỗi sau đó ike cũng cảm ơn tấm lòng của mọi người anh bảo rằng chúng ta sẽ chia làm hai đội một đội cùng anh đến Leister và một đội sẽ ở lại đây bảo vệ Ivalias này. Ngoài ra anh cũng có chuyện muốn nhờ những người ở lại. Trong lúc bọn anh đi vắng, Liên minh Chư Vương có thể sẽ lại tấn công nơi này. Lúc đó thì đừng kháng cự mà hãy đầu hàng, nếu tiếp tay cho ma tộc thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt, không lạ nếu bị bắt đi tử hình. Đó là điều mà anh không muốn, Ike nhắc lại một lần nữa. Tuyệt đối đừng kháng cự vô ích, sáng hôm sau anh bắt đầu lên đường đến Leister đi đường bộ sẽ mất khoảng 4 ngày. Nhờ mọi người hỗ trợ, quy mô của lữ đoàn đã tăng lên nhưng quân số hiện tại vẫn còn thua xa phe địch trước khi đến nơi anh phải nghĩ ra một chiến thuật nào đó và hy vọng Sephiro có thể cầm cự đến lúc đó. Bên này, Sephiro liên tục tấn công làm đội hình chúng bị rối loạn và ra lệnh cho đội quân của mình xông lên. Quân số hiện đang bị áp đảo, nếu không chưa cắt được kẻ địch trong và ngoài thành thì quân ta sẽ bị nghiền nát mất. Sephiro tự hỏi sức cô bây giờ không biết có dùng nổi mưa thiên thạch không nữa. Nếu dùng phép ở đây thì các os sẽ bị liên lụy, phải đến được vị trí nhìn thấy được đám lính bên ngoài bỗng nhiên cô bị tấn công bởi một cầu lửa tên này bật cười và cho rằng không chỉ có mình cô là biết dùng chiêu đó đâu sau đó sephiro sử dụng dây leo đen để cầm chân cho cô chạy thoát tên con người này tiếp tục tung chiêu nhưng các dây leo của sephiro đã cản chúng khi lên tới một nơi cao có thể quan sát đám lính bên ngoài mặc dù đã kiệt sức nhưng cô vẫn dáng tung đòn quyết định khi đang niệm chú thì tên tướng quân này đã bắn một mũi tên vào người cô khiến cô rơi xuống và bị bao vây sau đó thì ngất đi Lúc này trời đã sáng, trong khi đang canh giữ đám ót thì những tên con người này đang bàn tán về việc liệu răng của một con ót bán được bao nhiêu nhỉ. Nhưng nếu muốn bán thì sao không bán tim cho nhiều tiền hơn, rồi một tên ót chửi họ là lũ khốn và đứng dậy, bỗng nhiên nó bị bốc cháy dữ dội. Từ phía sau thì tên pháp sư con người này cười khoái chí cho rằng phải xóa bỏ toàn bộ ma tộc khỏi cõi đời này. Vừa dứt lời thì hắn thiêu dụi luôn đám còn lại, trong khi đó tên tướng quân đang đi xuống nơi giam giữ Sephiroth hắn hỏi ông lính gác ở đây là cô ta chết rồi sao ông đáp vẫn chưa ma tộc đúng là sống dai thật nhưng ông chuẩn bị giết ở đây lúc này sephiro tỉnh dậy và bảo họ thật ngây thơ thứ tép diêu nhà ngươi không giết nổi ta đâu tên tướng quân hỏi cô có phải là đoàn trưởng quân đoàn số 7 của ma vương quân tên là sephiro phải không và sephiro cũng biết hắn là tổng chỉ huy xích long kỵ sĩ đoàn Eldor, hắn bảo là lần trước chúng ta gặp nhau rồi đấy, cô cũng nhớ lại lúc đó và nghĩ rằng nếu lúc đó cô giết hắn thì có lẽ cô đã không phải chịu nỗi nhục này. Hắn cũng nghe nói cô có một tên thuộc hạ rất xuất sắc, kẻ đó chắc hẳn sẽ không bỏ mặc cô như thế đâu nhỉ. Cefiro tức giận và hỏi đây là mục đích của hắn ngay từ đầu ư? Hắn bảo là mình đã nhận lệnh tiêu diệt hoàn toàn quân đoàn số 7 của Ma Vương, bao gồm cả cô. Nghe vậy thì Cefiro bảo hắn giết cô đi, cô không thể chịu nổi nỗi nhục này, nhưng hắn lại quay mặt bỏ đi và bảo rằng cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ đảm bảo cô được an toàn. Nghe vậy thì Cefiro chỉ biết xin lỗi Ike, mặc khác, Ike vẫn đang trên đường tới Alister đêm đến thì họ lại dựng lều mà ngủ còn ike thì đang lên kế hoạch cho trận chiến sati ở nhà cũng đang lo lắng cho chủ nhân của mình trời sáng thì ike lại tiếp tục lên đường trong lúc tạm dừng chân những con người thì được huấn luyện bắn súng còn người lùn thì đang tạo ra thuốc súng sau đó vua người lùn tới chỗ ike và nói rằng chỉ trong thời gian ngắn việc luyện quân chung giữa con người và ma tộc đã trở nên suôn sẻ vũ khí cũng đang được khẩn trương sản xuất ike cũng cảm ơn sự hỗ trợ của ông nhưng ông cũng thấy hơi sốt ruột một chút lần này sẽ là trận quyết chiến thực sự với con người mà Ông cũng sẽ không thúc giục Ike nhưng hỏi anh bao giờ sẽ tấn công. Ike đáp rằng sự khẩn cấp của tình hình vẫn không thay đổi. Sáng sớm nay anh đã cử Giron đi thăm dò. Ngay khi nhận được báo cáo thì anh sẽ mở cuộc họp quân sự. Lúc này Giron và hai tên ót khác đến quan sát tình hình ở Leicester. Tên heo mở ống nhòm lên và phát hiện được điều gì đó. Bên này con nhỏ sắc kiêu bút cứ như đang đi nghỉ mát vậy. Cô đang bực mình vì không biết tên heo đó đang lêu lỏng ở đâu. Do cắm chạy bên ngoài nhiều nên da và móng của cô hỏng hết rồi. Cô đang muốn kết thúc trận chiến này thật nhanh rồi hút cạn sinh lực của đám cận bã đó. Sau đó cô thấy tên heo đứng cạnh mình nãy giờ mà không hay. Lilith cũng báo cáo cho Ike là Jiron đã về. Anh ra và hỏi tình hình ở Elister thế nào rồi. Rồi hắn dẫn Ike ra và dùng ống nhòm để quan sát. Anh thấy trang phục của Sephiro bị treo ngay tường thành như một con bù nhìn. Lilith cũng hỏi Jiron đã nhìn thấy gì vậy, mau kể cho cô nghe đi. Nhưng vua người lùn bảo rằng cô không nên thấy thì hơn. Rồi hỏi Ike chúng ta phải làm gì đây. Anh nói là mình đã biết được một điều, Sephiro vẫn còn sống. Dù tin lời Ma Vương và hành quân đến đấy nhưng anh vẫn không khỏi lo nghĩ, lo nghĩ có là liệu có phải ngài Sephiro đã bị giết. Gan giờ cũng bảo đúng vậy, nhưng nếu nhìn theo cách ngược lại thì con bù nhìn đó có thể là ngụy trang để chúng ta nghĩ rằng cô Sephiro vẫn còn sống. Đối với Ike, việc huy động hậu cần cho một binh đoàn 5.000 người là không hề đơn giản, chắc hẳn chúng muốn tốc chiến tốc thắng. Mặt khác, đằng sau chúng ta còn có Bayo, Gamos và Kusana, rồi Ike hỏi Giron là tướng của địch tên là gì? Là tổng chỉ huy xích long kỵ sĩ đoàn, Eldor, anh nghe nói đó là một danh tướng nếu kế hoạch của hắn là tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn khác gồm cả ta thì sẽ thật kỳ lạ nếu giết ngài sephiro một môi nhỉ hoàn hảo nhưng vẫn chưa rõ tình trạng của cô ấy có thể đã bị thương và không thể di chuyển dù biết đây là bẫy nhưng vẫn phải tấn công và cần phải sớm nhất có thể về chiến lược cụ thể thì anh sẽ nói trong cuộc họp quân sự rồi anh nhờ gan giờ hỗ trợ cả jiron và lilith cũng vậy hãy cho anh mượn sức mạnh chúng ta sẽ tấn công vào bình minh ngày mai